Xin chào các bạn. Hôm nay mình đi coi dưa gang hôm nay lớn chưa nha. Bây giờ mình sẽ đi, mình đang đứng ở điểm chính giữa rồi các bạn. Mình sẽ tới điểm đầu ở bên kia. Mình đang đứng ở tại đồng nhà nội nè. Mình quay dưa gang cho các bạn xem nè. Bên kia đồng các bạn thấy không? Qua bên đó mình không qua bên đó mình đếm được rồi, quá to rồi. Trời khoa nắng quá đi vô rồi các bạn ơi. Đây nè. Mình dạch cho các bạn xem. Cái dưa gang nè. Wow. Một trái như vậy là khoảng tầm 2 kg á các bạn. Hiện tại thì dưa gang này đang có giá là 15.000 một ký. Một trái có 30.000 mà các bạn, mà mình ăn tới 2 bữa. Mới hết trái dưa gang. Dưa gang này đặc ruột, rất là ngon, ngọt. Các bạn nhìn nè. Mình đếm, làm sao đếm từ đây. Quá nhiều các bạn ơi. Một. Ở đây nè, dạch ra. Các bạn xem nè. Wow. Thấy không? Hai nè. Bên đó nè. Bên đó các bạn thấy không? Mình phóng to nha. Wow. Các bạn thấy chưa? Nó. 3. Đây. 4 nè. Thu nhỏ lại tí. 4 nè các bạn, nằm ngay cái góc của cái cây dừa này nè, ha, cái bò nè, 5 6 7. Dừa gang rất là to, rất là nhiều luôn đó các bạn. Nếu bạn mình tới vườn của đồng nhà nội là bạn sẽ được ăn dừa gang miễn phí nha. Rất là ngon. Đặc biệt là khi mình để một xíu đường vô. Các bạn nào sợ béo thì mình để ít đường. Ăn dưa gang này mát, giải mụn luôn các bạn, giải độc. Bởi vì dưa gang của đồng nhà nội là hoàn toàn không có phân thuốc, không có chất hóa học, không có sử dụng thuốc diệt cỏ luôn các bạn. Trồng bằng phương pháp truyền thống đó, là mình sử dụng phân bò, để rơm. Các bạn nhìn nè, ở trong đó nữa kìa. Mình không có dám bước tới bởi vì mình sợ mình đạp nè. Các bạn, mình quay cho các bạn xem. Đây, mình mới đi có 2/3. Mình mới đi ở cái đầu của đầu dài vàng thôi đó. Một cái vàng này nó dài nữa coi. 1, 2, 3, 4, 5. Cỡ 20 m. Các bạn nhìn nè. Giờ này nắng lên lắm rồi. Giờ này gần 10 giờ rồi các bạn. Mình cố gắng mình quay xíu nữa rồi mình đi vô. Bởi vì mình hôm nay mình về đồng nhà nọ hơi trễ. Các bạn nhìn nè. Mình dạy cho các bạn xem nha. Ủa, ham không? Thấy ham lắm luôn. Quá. Wow. Quá. Wow. Quá chừng ham luôn các bạn ơi. Cái này nữa nè. Nhóc ở trơn luôn nè. Bên đó nữa nè. Đây, cái dưa gang màu vàng vàng này nó núp lên nè các bạn, núp. Rồi nó già lắm rồi nè. Chiều nay mình sẽ hái, bởi vì giờ này nắng lắm rồi mình hái sẽ mất sức của cây. Các bạn nhìn nè, đây nữa nè. Đây. Gang này mình trồng sao hay các bạn, đó lắm. Vàng với dây xanh, dưa gang vàng với gang xanh gì cũng ngon hết. Mà nó được nhiều loại, được 2 loại, đa dạng. Đó thì các bạn thấy không? Đó, dắt dẫn từ bên đây đi. Thì mình phóng tay nè. Rồi, mình thấy chưa? Rồi, nằm dắt dẻ đây nè. Thì nhỏ này. Đây, các bạn nhìn nè. Nhóc hết trơn đây. 3 trái nằm vô 1 chùm nè. Mình đi cẩn thận. Đây các bạn xem, đồng nhà nội được cái trồng nhiều loại lắm. Này các bạn nhìn thấy cái trái dưa gang cho nó không? Mình rất là thích đi thu hoạch dưa gang.
Nhưng bây giờ thì mình nắng quá rồi nên mình chỉ có thể quay cho các bạn xem một lát thôi. Rồi mình xem các bạn vào buổi chiều để mình đi hái dưa gang nha các bạn. Đầm Nhà Nội rất là dễ đi nè. Mình đi từ ngoài cầu Phú Hòa đó, có quán cà phê Kim Cương đó, mình nghĩ trái vô mình chạy thẳng hoài có khoảng cây mấy 2 cây số, qua được tới cái cầu xi măng, là vừa qua cầu xi măng là có cái ngõ quẹo vô, mình chạy lên khoảng 500 mét nữa là tới các bạn. Có khoảng nếu mà tính từ chợ Phú Hòa vô là khoảng 2 cây số là tới. Đường đi rất là mát mẻ. Các bạn nhìn nè, dưa gang mình trồng gần bí đa luôn nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bước qua cái chỗ này như thế nào đây. Wow. Rồi tạm biệt các bạn nha. Giờ nắng quá rồi, mình vô thôi. Mình quay thêm một lát nữa thôi. Này, đây là cái vàng của mướp. Màu quá. Wow. Mình sẽ xin vài tấm hình như thế này. Chụp vài tấm hình cho các bạn coi. Đồng Nhà Nội của Trí Khoa. Cỏ này các bạn, cỏ này là mình làm bằng tay hết toàn bộ. Đây. Đây là trái gì các bạn biết, mình nói các bạn này, trái này trái gì nè? Bí đao. Dễ thương không các bạn? Còn nhỏ xíu xíu à. Để mình đo bằng cái bàn tay mình nè. Nhỏ xíu luôn á. Nhỏ xíu à. Rồi tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ nhấn like và subscribe, đăng ký kênh của mình để mình có động lực mình quay tiếp thêm các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.